Hai chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ đánh giá cho anh em chiếc xe Kia Soluto 2019. Kia Soluto 2019 là phiên bản mới nhất của Kia ở phân khúc hạng B. Xe sẽ có mức giá niêm yết là bản số sàn bản thiếu là 399, số sàn bản đủ là 425 và số tự động bản đủ là 455 nhé. Anh em có thể thấy là ở cái phân khúc hạng B này thì mình có thể nói Kia Soluto gần như là đối thủ mà phá đảo ở cái thị trường Việt Nam này về giá. Thực ra là mức giá dự đoán ban đầu của Soluto nó rơi tầm khoảng 39 thì nó lên là 399, nó không chênh nhiều lắm. Và đây chỉ là giá niêm yết thôi, chưa phải là giá mà đại lý còn giảm giá chiết khấu cho anh em nữa, nên anh em yên tâm là anh em mua xe rất là rẻ. Đấy. Với chiếc xe này thì anh em có thể là vừa chạy gia đình vừa chạy dịch vụ hợp lý nhá. Tại vì mình phân tích một chút ở cái tầm giá như bản thấp nhất của nó đi, rơi tầm khoảng 399 đến 425 bản số sàn, thì nó đang tương đương với một chiếc xe A, đó là Hyundai i10 bản sedan mà đủ, nó sẽ rơi tầm khoảng 416. Đấy, bằng nhau nhá, một chiếc hạng A, một chiếc hạng B luôn. Mà trang bị của nó thì có thể nói là ăn đứt i10 về cái kích thước, về trang bị nó ăn, nó thẳng là ăn đứt i10 luôn. Đấy, Kia Soluto. Nói chung là về cách đặt tên của Kia thì rất hay, có phần rất nhiều phần ô, một bạn đã để ý rất nhiều phần ô Morning, Cerato, Soluto, Optima. Đây là thông số kỹ thuật của xe anh em nhé. Có 3 bản này. Kích thước chiều dài là 4m3, rộng 1m7 và cao 1m46. Khá là nhỏ nếu mà ở so với hạng B, nhưng mà là khá là rộng rãi nếu mà so với những cái ông i10 hay ông Wigo. Con này số sàn 5 cấp và số tự động sẽ 4 cấp cho anh em. Đây mức giá lần liệt này, 399, 425 và 455. Máy 1.4 anh em nhé. Máy 1.4 và công suất là 94 mã lực. Về thiết kế thì tổng thể thì mình cũng không có gì để chia sẻ nhiều về xe. Nó khá là an toàn, khá là đơn giản. Xe trang bị cho anh em cụm đèn pha, đèn cốt là halogen. Xe có bóng Boiter là bóng đèn gầm. Và đã có trang bị đèn LED nhé. Ở cái phiên bản đủ là có đèn LED nhé, bản thiếu sẽ không có. Bản đủ anh em sẽ có 4 đĩa nhé, bản thiếu sẽ là 2 đĩa phía trước và 2 phanh cơ phía sau. Vành là vành 14 inch ở bản đủ, và bản thiếu đều là vành 14 inch hết. Và bản đủ nó phanh là la răng đúc nhé, được một bộ mâm đúc rất là đẹp. Con này thì gương chỉnh điện, gập điện, sinh nhan trên gương, chưa có auto đâu. Tay làm cửa thì mạng chrome. Về cái thiết kế phần phía sau của xe đây, nó khá là tròn trịa và an toàn. Xe trang bị cho anh em là 3 cảm biến lùi, chưa có camera lùi nhá. Soluto Deluxe. Đây là bản đủ phía sàn này. Anten thì anh em sẽ có anten là dạng cột thôi, chưa phải anten với cá. Về cái phần nội thất thì ở bản đủ anh em sẽ có nội thất là đây, nội thất là ghế da chỉnh cơ, tất cả các hàng ghế là chỉnh cơ hết và là ghế da, ghế bọc da nhé. Với cái hàng ghế thứ hai ấy, thì nó chỉ gọi là đủ dùng thôi, nó không thật sự là thoải mái lắm. Số sàn anh em sẽ có số sàn 5 cấp này, số tự động 4 cấp này, điều hòa là điều hòa cơ, chỉnh cơ và khóa cũng là khóa chìa chứ không phải start top. Màn hình này có màn hình cảm ứng và hai túi khí. Bản thiếu sẽ chỉ có chưa có màn hình CD DVD nhé, mà chỉ là màn CD thường thôi, rất là cơ bản thôi. Anh em sẽ xem qua một chút về cái nội thất của xe nhé. Đây, điều hòa chỉnh cơ hai chiều này. Đấy, cái phần là lấy gió trong lấy gió ngoài cũng cơ hết. Cái tay lắm cửa thì nó cũng là chỉ có tăng giảm âm lượng chuyển kênh. Và cái trang bị tiện nghi nó thì cũng chia sẻ với anh em là không ấn tượng lắm. Nhưng mà với cái tầm giá chỉ với con này nó đang là 425, anh em mua chắc nhỉnh hơn 400 tí, thì thực sự là mình nghĩ là như thế này là anh em sẽ đủ dùng. Và anh em có thể về gọi là cập nhật thêm, độ thêm một số cái option nữa để cái xe được đầy đủ hơn. Đấy, rất là đẹp anh em nhé, Soluto. Anh em mà có nhu cầu mà đặt xe hoặc là cần tư vấn hỗ trợ thì có thể gọi số hotline, mình sẽ để hotline ở dưới cho anh em.
Thank you nha, em đã xem video.